Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Kenvi. Thì hiện tại các bạn đã nhìn thấy thì mình đã ở một nơi rất là trong xanh, đó là quê mình. Và cái khu vực mà mình đang ở đây thì như mọi người đã nhìn thấy thì đây là vườn vườn nhãn nhà mình. Quanh đây là đều là nhãn. Như cây trước mặt đây nó đã chết bởi vì là do là gốc ghép nó bị sâu thì nó sẽ chết. Quanh đây mình có thể nhìn thấy đó. Đây là cây tràm trắng và cây này rất là to, như mọi người có thể nhìn lên cái tán của nó, tán cây rất là to luôn và dường như là quả nó đã chín rồi. Vào mùa tháng 7 này thì nó đã chín rồi, tháng 7 tháng 8 này nó đã chín rồi. Và ở đây thì mình có nhặt được một ít nhé cho mọi người xem. Đây là quả tràm trắng, thì cái quả tràm này ăn nó rất là thơm và nó là rất là ngọt và nó bùi bùi, có một chút chát chát và ăn rất là ngon nhé. Nếu mà ai đã từng ăn chám thì đây thì là quả chám trắng. Mình sẽ ăn cho mọi người xem. Đây. Ở đây trong cái hạt nó rất là nhiều nhựa và nó quả nó hơi vàng vàng một chút. Và giữa cái khung cảnh như thế này thì mọi người có thể là sử dụng cái quả chám này để có thể là kho cá này, rim với lại nước mắm này, hoặc là những cái món ăn khác mà mọi người có thể thiết kế từ cái quả chám trắng này. Chám trắng thì nhà mình có mấy cây, nó rất là xa nhé mọi người nhé. Cũng rất may mắn khi mà mình có thể nhìn thấy được cái hoa tre. Đây là hoa tre, hình như là khoảng tầm độ 6 đến 70 năm thì mọi người mới có thể nhìn thấy cái hoa tre này nó ra. Và đây là cái cây hoa tre của cây tre nó ra. Đây như mọi người nhìn thấy, đây là có những cái chùm hoa tre. Khi mà nó rũ xuống ấy, thì nó rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy, đó, đây là hoa tre nhé. 60 năm mới có một lần. Đây các bạn có thể nhìn cây cây chám này. Ở đây thì sẽ dùng cái cây tre cũng như là những cái thanh sắt nhé. Ở đây sẽ có những cái thanh thanh sắt như này để mà trèo lên này. Mình sẽ làm giống như là cái thang ấy. Đó, trèo lên đến tận ngọn luôn. Cây này rất là to luôn nhé. Đây là cây chám đen nhé mọi người nhé. Hình ảnh thì mình sẽ trong đoạn sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây cái cây chám đen cực to luôn và gốc nó cực lớn luôn. Đây là thành quả buổi sáng của mình giúp đỡ bố mẹ để đi hái quả chám này. Mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhiều luôn. Đây, hiện tại quả tầm 5-60 cân. Quả chám này thì mọi người có thể là làm xôi cũng như là kho thịt để ăn. Những cái quả chám này nó rất là bùi, nó rất là thơm. Như mọi người đã nhìn thấy thì cái gốc rất là to, nó không như giống như những chám lai, chám ghép. Thì quả chám này nó rất là nhiều nhựa và nó sẽ có cả kiến ăn vào những cái quả chám này. Và nếu mà không nhặt nhanh thì kiến nó sẽ bâu nhé. Đây mình có thể quay cho mọi người xem. Đấy, có những cái con kiến này này. Đó, có những cái con kiến như này nó sẽ vào, nó sẽ ăn cái quả chám này nhé. Quả chám này ăn rất là chát nhé, chát với lại rất là bùi với lại thơm ngon. Mọi người đã được thưởng thức xôi chám chưa, cũng như là thưởng thức những món kho đấy từ chám chưa? Thì món chám này rất là ngon và nó có thể là